Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016 lúc 11 giờ trưa, rất đông đồng hương Việt Nam, lãnh đạo các hội đoàn, cộng đồng, tôn giáo, các vị dân cử, nhiều viên chức cao cấp từ tiểu bang đến liên bang đến tham dự buổi lễ khánh thành Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam tại thành phố San Jose. Trụ sở này thuộc sở hữu của thành phố San Jose và hội đồng thành phố đã chấp thuận để trở thành trung tâm sinh hoạt dành cho cộng đồng Việt Nam. Đây là ngày lịch sử. Sau 41 năm chờ đợi, 10 năm đấu tranh và gần 2 năm vận động tích cực, cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose lần đầu tiên có được một nơi làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt mà thành phố phải trả các chi phí sinh hoạt. Trong vai trò là người dân cử bị gốc Việt, tôi rất là mừng và hân hạnh được cái thiệp mời tới đây chung với quý đồng hương để mình mở một cái trung tâm văn hóa cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Tôi rất là vui mừng mà có sự hiện diện ngày hôm nay. Cái dự án này đã được bàn định và đã được ước mong từ trên 20 năm. Nhưng hôm nay thì cái trung tâm tạm thời này với lại sự hưởng ứng của tất cả mọi người có thể nói là một cái bước chắc chắn. Mấy chục năm qua rồi, đây là lần đầu tiên mà cộng đồng Việt Nam chúng ta lại được có một cái trung tâm cộng đồng. Nó cũng đánh dấu được cái sự thành tựu của cộng đồng chúng ta. Rất là sung sướng, rất là vui mừng nhờ nghị viên Nguyễn Mạnh và nghị viên Nguyễn Tâm khu vực 7 đã giúp cho nên cộng đồng hôm nay có cái văn phòng này. Ngày hôm nay thật là vui, không có từ ngữ nào mà để diễn tả cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay là giống như là một ngày lịch sử của cộng đồng Việt Nam ở tại San Jose. Dạ thưa bà thượng nghị sĩ, xin bà có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái cảm tưởng của bà ngày hôm nay như thế nào? Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali, rất hân hạnh đến San Jose bữa nay chung với quý vị. San Jose khai trương mừng là cái trung tâm của Việt Nam chúng ta đầu tiên ở San Jose. Cái đó rất là mừng là tại cái nơi này là cái nơi mà cộng đồng Việt Nam, con em chúng ta sẽ có một nơi để học hỏi thêm về văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Và trong cái đó mà cộng đồng bản xứ cũng có cơ hội để hiểu về người Việt Nam của mình và biết về văn hóa của mình. Rất là mừng là tại quý vị làm được một cái trung tâm này mà trong khu vực Little Sài Gòn ở quận Cam chưa được. Thưa ông, khi mình đấu tranh được cái trung tâm này thì ông có thể cho quý vị khán giả đài truyền hình SBTN biết được cái gian lao nào đã trải qua dạ thưa ông? Đầu tiên là cái lá phiếu. Nếu không có lá phiếu thì không có ngày hôm nay. Chúng ta từ trước giờ mà chúng ta chưa có lá phiếu mạnh, vì vậy 40 năm qua quý vị quan chức đã bắt tay rồi đi. Nhờ lá phiếu mạnh đó để nói lên cái việc cái quan trọng cái tiếng nói chúng ta và yêu cầu, vì thế mainstream chính dòng đó họ mới biết cái sức mạnh, họ mới đáp ứng vào chúng ta. Đó đầu tiên. Thứ hai, với sự hỗ trợ tối đa của thị trưởng và đồng viên Nguyễn Mạnh, chúng ta được có một trung tâm ngày hôm nay. Vì vậy đây là bước đầu tiên rất là khiêm nhượng, có nhiều khó khăn. Tôi hy vọng là từ đây chúng ta học hỏi tiếp. Sau 2 năm tới cũng một trung tâm cộng đồng, sau đó chúng ta thực sự lớn mạnh và quyết định cho tương lai lớn hơn. Vũ Nhân, chương trình truyền hình SBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.